của mình. Xin chào. Khoan đã, mình thực sự phải đi rồi. Mình quên mất, mình phải giao pizza nữa. Đây thực sự đúng là hành tinh Dino. Wow. Hả? Cái gì đây? Chuyện gì vậy? Đồ ngu ngốc. Nhìn xem kìa, sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ chứ trong thời gian ngắn như vậy? Mọi thứ càng tệ nhanh hơn. Tiếp tục như thế này, cả hành tinh này sẽ trở nên tăm tối. Được, ta sẽ chiến đấu, và bậc thầy Dino sẽ giúp chúng ta. Nè các cậu. Hả? Tôi là bậc thầy Dino, làm ơn đi. Làm ơn thả tôi ra. Các cậu à, sẽ có pizza và phiếu giảm giá. Làm ơn đi mà, tôi phải làm gì đây? Red. Làm ơn, tôi đến hành tinh Dino để cứu các cậu khỏi thế lực bóng tối. Hay một bữa pizza, phải miễn phí đó. Tất cả các cậu sẽ được ăn miễn phí ở nhà của tôi. Những kẻ đó là ai vậy? Đừng mà, tôi là người tốt mà, tôi có thể thề. Ký hiệu đó. Ôi không, bộ tộc Spino, xem họ định làm gì đây. Nè Leo, chúng tôi mới bắt được một tên nhóc đáng nghi lắm, cậu có muốn xem không? Được rồi, vậy lát nữa. Chào. Tháo nó ra được không? Thiệt đó hả? Tối hồi tôi muốn đi vệ sinh thì làm sao? Thật là một mớ hỗn độn. Chúng tôi sẽ tập thu đồ của cậu. Tất cả những thứ này sẽ thuộc về chúng tôi. Nè, chuông báo của tôi. Đây là gì vậy? Nó là của tôi muốn lấy lại. Chuông báo? Chuông báo là gì vậy? Thả tôi ra, tôi sẽ cho cậu biết. Chuông báo đó là một thứ rất tuyệt vời. Nó giúp tôi biến hình thành một con robot khổng lồ, đồng thời giúp tôi chiến đấu với kẻ thù có Inferno Sway. Tôi có thể tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào bằng cơn lốc xoáy lửa rất tuyệt. Không thể nào tin được. Sao có thể nói cho bọn chúng nghe hết chứ? Vậy các cậu thả tôi ra được chưa hả? Inferno robot khổng lồ. À, tôi đã hiểu rồi. Hắn là nô lệ thầm lặng của vua bóng tối. Hả? Vậy không thả tôi ra sao? Tôi đã nói tôi là bậc thầy Dino rồi mà. Cứ ăn vậy ổn ào vậy hả? Thủ lĩnh. Xin chào. Ông chắc là người nắm quyền ở đây hả? Chắc biết tôi là bậc thầy Dino. Cậu là bậc thầy Dino sao? Một câu chuyện mẹ đặt. Không còn một bậc thầy Dino nào còn tồn tại hết. Sao hành tinh Dino lại không còn bậc thầy Dino nào hết chứ? Cậu thật sự không biết. 10 năm trước, trong một trận chiến, họ đã đều biến mất. Hả? Không thể nào. Gã con người lùn tranh này ồn quá, ném hắn cho thú ăn được không vậy? Phải. Làm như vậy đi. Ném hắn là bữa tối cho bọn thú đi. Ném hắn đi. Không, đây không thể nào là chuông báo Dino thật. Chúng có phải đang tìm chuông báo? Hả? Đây rồi. Người quái vô lễ khi bịa ra câu chuyện như vậy. Con người thấp bé kìa. Mau tránh ra. Hắn có đồng bọn. Bắt lại chúng, tấn công.
Là đồ của ta, cảm ơn nhiều nha. Cho bộ Milliken hành động. Dạ, dạ đó. Mình được cứu rồi, cảm ơn rất nhiều. Không có thời gian cảm ơn tôi đâu. Rồi, vậy xem ra hành tinh Dino rất ngầu. Phải, trước trận chiến nơi này còn tuyệt hơn nữa. Hành tinh Dino mà tôi biết không có nhiều sa mạc rộng lớn như vậy đâu. Cậu biết những bậc thầy Dino trước đây là ai không? Tôi không biết. Họ từng đeo huy hiệu của bộ tộc Spino. Sau đó hình như có điều gì thay đổi trong khi tôi đến trái đất tìm kẻ ngốc là cậu. Hả? Các ngươi không thoát được đâu. Hây, giữ chặt nhau. Thêm một kẻ xấu nữa. Ai trong các ngươi là bậc thầy Dino? Ngươi trước. Chuyện đó liên quan gì tới ngươi chứ? Nó vô cùng liên quan tới ta. Quá tệ. Ta là công chúa của người đó. Để ta dạy ngươi lễ độ. Còn sói robot kia. Dám làm trầy Mobilicon của ta, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá trên chuyện này. Một cái búa thì có thể gây hại gì chứ? Ngươi phải trả giá chắc chắn luôn. Tia cực đại. Ra đi nha, coi chừng. Ta là người ngươi cần, không phải cậu ấy. Chuyển đổi sai Dino, sẵn sàng biến hình. Rakina, có sao không? Tôi không sao. Hả? Sao lại có một con khủng long vậy? Ngươi là ai? Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi không được phép làm hại bạn của ta. Ta là bạn sao? Chúng ta khởi động trước ha. Núi lửa rực cháy. Chiêu đó thật là tuyệt vời đó. Phải, cảm ơn vì quá khen. Ta là kiểu người hay gây bất ngờ đó. Tập trung, không có thời gian để đùa giỡn đâu. Cậu đang ở trong trận chiến. Được rồi. Cho ngươi thấy ta có thể làm được gì. Cái gì vậy? Ta vẫn còn một chiêu khác cho ngươi nữa đây. Chris, coi chừng. Là một vật hỗ trợ nhỏ. Quả cầu nhện. Nè, nhột quá. Tránh ra đi. Quả cầu nhện. Rakina. Thấy sao? Thấy sức mạnh của quả cầu nhện chưa? Để ta cho ngươi thử thêm một lần nữa. Vậy nha, quả cầu nhện. Trộn quá đi. Trời ơi. Cậu chủ, có quá nhiều quả cầu nhện, chúng ta không thể tấn công riêng lẻ được. Phải tiêu diệt chúng cùng một lúc. Hiểu rồi, phải tiêu diệt bằng một đòn duy nhất. Chiến binh vĩ đại, đấu sĩ Megadi, Tyranno. Chắc là ngươi rất khó chịu khi thấy sức mạnh mình thua kém so với tao phải không? Ta mới là kẻ mạnh nhất. Xem sức mạnh của những quả cầu nhân. Ngươi không còn cơ hội đến nữa đâu, đừng có mơ. Kiếm phát âm thanh. Đã đến lúc kết thúc rồi đó. Inferno.
Wow, cậu thật sự đúng là bậc thầy Dino rồi. Một bậc thầy Dino thực thụ đó. Vẫn chưa xong đâu. Hả? Rakina? Có thể là một cái bẫy. Cậu phải luôn đề phòng vào. Nhưng mà khoan đã, mình không hiểu. Ta vẫn chưa biết đứa nhóc đó là ai. Đó vẫn có thể là một kẻ địch. Ngươi cũng vậy. Hả? Rakina. Như vậy đủ rồi. Tập 3, cuộc tấn công từ lòng đất. Hình như chúng ta có một vị khách không mời mà tới. Là con này ông ơi. Hả? Thôi trốn rảo. Nhanh đi, cậu ấy thật sự là bậc thầy Dino đó. Chính là tôi. Ông tin cậu ấy đã đánh bại Mobile Legend không? Nhìn nè, cậu ấy đúng thật sự là một chiến binh xuất sắc đó. Bộ tộc Spino được biết là rất coi trọng danh dự. Cách cư xử này là sao? Danh dự sau thất bại cách đây 10 năm dưới tay dù bóng tối, điều đó đã không còn quan trọng với chúng tôi nữa. Bộ tộc của chúng tôi quan tâm lúc này là sự sống còn. Ông vừa nói là 10 năm trước hả? Như vậy có nghĩa là chúng ta đã trải qua cổng thời gian 10 năm rồi sao? Lạ quá, chỉ vài giây thôi mà. 10 năm? Thì ra là vậy, nên hành tinh đã thay đổi. Vua bóng tối đã chế ngự chúng ta, hành tinh Dino đã bị ông ta kiểm soát. Vua bóng tối? Tên vua bóng tối này là ai vậy hả ông? Giờ nói thì hơi khó tin, nhưng mà ông ta từng là một vị anh hùng vĩ đại. Vào thời kỳ mà hành tinh Dino rất thịnh vượng, vua bóng tối là một vị tướng tài ba nhất. Quốc vương phong ông ta là đội trưởng đội cận vệ. Khi Dino khởi động chiến tranh, ông ta đã ra sức bảo vệ quốc vương chúng tôi bằng tất cả sức mạnh của mình và đã cứu tất cả mọi người. Nhưng tham vọng quá lớn đã lấn át ông ta, nên ông ta không thể cứu bản thân mình. Bất ngờ, Komosara xuất hiện và đưa ra một lời đề nghị ông ta không thể từ chối. Đưa cho ông ta viên đá thiên hà. Ta sẽ ban cho người sức mạnh để thống trị vũ trụ này. Với sức mạnh mới của mình, vua bóng tối đã nhấn chìm hành tinh Dino của chúng tôi trong bóng tối. Tất cả chúng tôi rất muốn ngăn cản nhưng thậm chí không có cơ hội. Cuối cùng thì chúng tôi đều bị đánh bại. Và tất cả chỉ bởi vì sự phản bội của một người. Sao? Công chúa của chúng tôi là người cuối cùng của hoàng gia đã mang theo hy vọng cuối cùng bỏ trốn. Chuông báo là thứ duy nhất có thể cứu hành tinh của chúng tôi khỏi chùa bóng tối. Công chúa đã hứa với chúng tôi sẽ cùng quay về đây với bậc thầy Dino cuối cùng đến từ trái đất. Nhưng cô ấy đã không giữ được lời hứa đó. Cô ta đã bỏ mặc hành tinh này để cứu lấy bản thân. Công chúa là kẻ phản bội. Khi công chúa lấy chuông báo, cô ta đã tước đoạt hy vọng sống cuối cùng của hành tinh này từ tay chúng tôi. Một kẻ phản bội hèn nhát. Bây giờ cô ta đang đứng trước mặt chúng ta. Tôi nói không đúng sao công chúa Rakina? Hả? Rakina? Công chúa Rakina? Gì vậy? Cái sao vậy? Công chúa tại sao là công chúa Rakina? Không thể nào. Kẻ phản bội Rakina, chuẩn bị tinh thần đi. Các ngươi gọi ai là kẻ phản bội? Đầu hàng đi. Chạy khỏi đó đi. Ôi không, làm ơn cứu tôi với. Đó là gì vậy? Quái vật sâu tử thần. Ngay khi hành tinh chuyển sang màu tối, những sinh vật độc ác sẽ xuất hiện. Nhưng mà tại sao không có một người nào cứu chiến binh Spino đó? Không có cách nào đánh bại được tên quái vật đó đâu. Chờ xem tôi đây. Hả? Leo, sẽ cứu cô ấy. Không leo, ở yên đây. Hả?
Một quái thú robot Rex. Được, để đó cho mình. Yeah. Tyranno, chuẩn bị biến hình. Phòng lửa đây đồ chỉ đại Tyranno. Phòng lửa tiến qua. Rex, nè quái vật sâu bọ kia, chuẩn bị nếm thử sức mạnh của ta đây. Núi lửa rực cháy. Hả? Nó trốn mất tiêu rồi. Giờ mới bắt đầu đây mà. Đừng đánh giá thấp đó. Quái vật sâu tử thần sẽ ẩn mình xuống lòng đất, rồi bất ngờ lao ra tấn công mục tiêu bằng cái đầu xoay tròn của nó. Nó đang chờ để tấn công chúng ta sao? Nó đang trốn ở đâu vậy? Núi lửa rực cháy. Sợ nè. Kết hợp cách ba. Mất dấu nữa rồi. Wow, Rex cậu giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi quá đi. Leo. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh. Cái gì? Chuyển đổi Tyranno. Thanh kiếm rực lửa. Để cho họ yên. Đúng rồi, tiến lên Rex. Ôi không, Rex ơi, thủ lĩnh. Nè, thả ra, thả ra. Leo. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh. Trời ơi, chút nữa trở thành bữa trưa của con quái thú đó rồi. Có sao không Rex? Không sao. Nhưng cái tên quái thú đó mạnh quá. Sao ngăn hắn được đây? Có một nguồn năng lượng đen tối bên trong miệng của tên quái thú kia. Cậu phải phá hủy nó. Tôi thật sự phải chui vào trong miệng của nó sao? Hãy cẩn thận Rex. Mình phải làm gì đây? Không còn chỗ nào chạy nữa hết. Mình phải làm gì đây? Rex, chạy đi. Không còn chỗ nào để chạy hết. Nó để lại hố khổng lồ ở khắp mọi nơi. Hả? Leo không sợ người đâu nha. Leo. Chúng ta sẽ không chạy trốn người nữa đâu. Nguy hiểm lắm, chạy đi. Thử cái này đi. Tia cực đại. Tyranno tăng áp. Tia khí. Cậu chủ, đừng sử dụng bộ tăng áp này đâu. Đã xin nhanh tiêu hao năng lượng đó. Cậu định làm gì với nó? Tôi đang làm những gì cần phải làm. Rex, đây là cơ hội duy nhất. Cậu phải nắm lấy khi nhiệt độ tấn công của nó bị ngưng. Nhanh lên. Nhưng làm sao? Vào lúc mà chúng ta ngưng sử dụng cầu lửa, chúng ta có thể bị chôn vùi trong lòng đất mãi mãi. Hố sâu là đòn tấn công chính. Nếu không có đất, tên quái vật
đó sẽ không thể nào ẩn mình được. Đúng vậy, nếu chúng ta không sử dụng mặt đất mà sử dụng bầu trời, giờ thì lập tức loại bỏ giới hạn tăng áp Cyrano. Đây là cơ hội duy nhất. Làm cây đi. Đúng rồi, tắt tầng áp Cyrano. Rakina. Tận hưởng đi bữa ăn cuối cùng của ngươi. Công chúa Rakina, trong suốt 10 năm qua không một giây phút nào là tôi ngừng nghĩ về cô và cái chuông báo kia hết. Nhưng bất công quá, tôi vẫn giữ lời hứa, chỉ là nó mất khá nhiều thời gian thôi. Tôi biết cô không phải là kẻ phản bội, nhưng tôi không biết tại sao tôi lại nghi ngờ lòng trung thành của công chúa với hành tinh này. Cảm ơn vì công chúa đã quay lại. Wow, Res, nhìn kìa, ở đằng kia, đó, đó. Wow, tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá. Ngồi là tốt, vận mệnh của bộ tộc Spinal. Cuối cùng cũng tìm ra người đã thiên hà. Sắp đến lúc địa chúa tể Cosmos Red hồi sinh. Vũ trụ này sẽ sớm là của ta. Wow, một hang động khổng lồ. Wow. Wow, cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Ta chỉ các cậu mà ngôi làng chúng tôi bị kẻ thù phát giác đó. Bọn chúng đến để lấy viên đá thiên hà. Nhìn xem chúng làm gì với ngôi làng. Vừa bóng tối. Tôi không nghĩ bây giờ chúng tôi phải rời đi. Đúng vậy, ở đây không an toàn, chúng ta chắc chắn sẽ trở lại. Nhưng mọi người muốn tiếp tục chạy trốn mãi sao? Dù bóng tối sẽ luôn là mối đe dọa, chúng ta phải cùng nhau đánh bại hắn. Đúng vậy, chừng nào bậc thầy Dino Rex còn ở đây, mọi người không có gì phải sợ. Không có gì phải sợ. Wow, con Rex ở đây rồi. Đủ rồi, chúng ta phải đi. Đúng vậy, chúng ta không thể thắng được dù bóng tối. Khoan đã, mọi người là bộ tộc Spino, những chiến binh vĩ đại, những chiến binh kiêu hãnh. Quên rồi sao? Mọi người phải chiến đấu, chứ sao lại bỏ chạy? Đừng tỏ ra mình hiểu biết. Làm sao chúng tôi có thể tiến hành cuộc chiến với một đám nhóc? Nếu tôi chứng minh cho mọi người thấy tôi đủ năng lực thì sao? Đủ rồi. Để bảo toàn mạng sống của bộ tộc Spino, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Cậu ở bên kia đi. Nè Lâu, chuẩn bị đi. Thủ lãnh, ta chiến đấu được không? Bậc thầy Dino thật sự rất là mạnh, nên nếu chúng ta cùng nhau chiến đấu ta sẽ thắng. Sao cậu lại nghĩ tình ngớ ngẩn đó có thể chiến thắng chứ? Red không có ngớ ngẩn, cậu ta là anh hùng, còn cậu là kẻ nhát gan. Leo. Nóng quá. Leo, đây có phải là con đường duy nhất vào làng không? Phải, thung lũng này nằm ở cuối sa mạc nên được gọi là bức tường tử thần. Wow, cao thật đó. Ôi trời ơi, nhanh lên. Thôi trưởng lão, để Leo ở lại có an toàn không? Chúng ta không còn cách nào khác. Cậu ta và đám nhóc kia không chịu nghe lời chúng ta. Thật ngu ngốc khi ở lại chiến đấu mà không có bất kỳ hy vọng chiến thắng. Không, chúng ta mới là những kẻ ngu ngốc vì từ bỏ danh dự của mình. Những đứa trẻ dũng cảm đó ở lại chiến đấu cho cuộc chiến của chúng ta. Chạy trốn như vậy có phải là số mệnh của ta không? Con đường chiến binh mới chính là vận mệnh của bộ tộc Spino. Bây giờ đã quá trễ để chúng ta quyết định rồi. Vẫn chưa đủ nhanh. Với tốc độ này, dù bóng tối có thể dễ dàng đuổi kịp chúng ta rồi. Cẩn thận một chút chứ. Các cậu có sao không? Mình xin lỗi, là lỗi của mình.
Leo thích ăn sơn rồng xiên nướng nhất luôn. Wow, nó thật sự rất là ngon đó. Chỉ với ba người chúng ta thì không có cơ hội chiến thắng đâu. Đừng có lo về chuyện đó, bậc thầy Dino Red sẽ lo liệu mọi chuyện giúp cậu. Mình cũng có thể trở thành bậc thầy Dino. Đúng vậy. Leo, đưa tay cho mình. Nè, được không? Oh, wow, đây là chuông báo. Mình sẽ nhận cậu làm học trò. Cậu sẽ sớm trở thành bậc thầy Dino thôi. Hay quá, Leo cũng có chuông báo. Yeah, yeah. Một bậc thầy Dino thật thủ luôn. Yeah, Dino Ross. Hả? Hả? Sẵn sàng chưa? Người đã trốn ở đâu bậc thầy Dino? Ai là nhóc hư hả? Tên nhóc con ngạo mạn. Ta sợ quá. Leo, bắt đầu chiến đấu nào. Cái tên ngốc kia, tới đây. Đến lúc rồi. Wow, xích nữa thì làm được rồi, thằng Tuyết chơi. Yeah, hay quá, hay quá, hay quá. Oh, Lê đã tác chiến thành công. Yeah. Không có tác dụng rồi. Các người còn giả thú vị hơn bộ tộc Spino hèn nhát đó. Nhưng bọn tôi không biết khi nào thì nên rút lui. Bộ tộc Spino ta không phải là những người hèn nhát. Leo, đừng tấn công hắn nữa. Đúng là tên nhảy nhép. Giờ là lúc để người xuất hiện rồi đó, bất thầy Dino Red. Leo, cậu chủ, tên đó chính là bọn khoan bị vua bóng tối điều khiển. Chúng ta phải biến đổi nếu muốn ngăn mũi khoan làm từ kim loại bóng tối. Tệ quá, Leo, mình tới đây. Tarano thay đổi, chuẩn bị biến hình. Thần lửa Dino vĩ đại Tarano biến hình vĩ đại. Red, kế hoạch tiếp theo. Leo, cố đứng dậy đi. Đi thôi. Nên tuân lệnh. Kẻ tiếp theo là người do Red. Là bậc thầy Dino Red. Được thì bắt ta đi. Ta tới đây. Chuyển đổi Tarano. Kế hoạch thành công rồi. Lần này hắn sẽ không thoát được đâu. Wow, không thể tin được, tao bắt được vua bóng tối rồi. Lũ nhãi nhép kia, các người dám. Vua bóng tối. Bỏ cuộc đi, kết thúc rồi. Công chúa Rakina, hãy để hành tinh Dino trở về như trước đây. Như trước đây sao? Ý ngươi là một hành tinh yếu kém thảm hại sao? Yếu kém thảm hại? Hành tinh này bị quỷ hoại là vì ngươi đó. Nhờ có ta mà hành tinh Dino yếu kém thảm hại đã không còn, chỉ còn lại sức mạnh mà thôi. Giờ tốt nhất hay là ngươi hãy mau đưa cho ta viên đá thiên hà đi. Cùng ta và chúa tể Cosmos sau rết thống trị vũ trụ. Ta vẫn còn có Red. Ta và bậc thầy Dino sẽ cứu hành tinh này. Ngươi có chắc về chuyện đó không? Ngươi chưa chịu thức tỉnh sao? Hãy kết thúc đi. Được rồi, tiến lên, cầu lửa. Có vẻ như ta phải tự mình ra tay rồi. Red, Leo,
rồi đó. Kiếm lửa. Giờ ta tới đây. Hân hạnh gặp ngươi, bậc thầy Đại Nô Trác. Ta cứ tưởng ngươi có sức mạnh gì to lớn lắm chứ. Nhưng xem ra ngươi cũng chỉ là một bậc thầy Đại Nô yếu kém như những trẻ kia thôi. Không, không, thanh kiếm lửa. Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta với những thứ đó? Bất thầy đại đô rét, cả thiên hạ bây giờ là của ta. Thấu lệnh, yeah! Đinh Minh mà bộ tàu Spino chúng ta đã chọn. Chúng ta luôn bảo vệ nhau dù bất cứ chuyện gì. Yes, Spino, bắn đi. Các người chỉ đang làm chuyện vô ích thôi. Làm ngay đi, tấn công vào điểm sáng trên ngực hắn. Ta sẽ thành công với sức mạnh to lớn nhờ trái tim dũng cảm của các chiến binh Spino qua làm một Inferno Way. Ta đã đánh giá thấp các người. Chúng ta đã quên mất điều quan trọng nhất, định mệnh chiến binh của bộ tộc Spino. Sự can đảm của mọi người đã đánh thức được nó. Để ngăn chặn sự hồi sinh của Cosmo Sauros, chúng ta phải tiêu diệt Canine, nơi vô bóng tối tập hợp chuông báo. Có ai biết làm cách nào để đến được Canine không? Chỉ có một người duy nhất trên hành tinh Đại Nô biết đường đến căn cứ của Cosmo Sauros, đó là Phù Thủy Phương Bắc. Phù Thủy Phương Bắc sao? Nhớ điều này, hiện giờ cô là người duy nhất thắp lên tia sáng cho chúng tôi. Thủ lĩnh, đã có thêm một tia sáng khác rồi. Còn một tia sáng khác nữa sao? Giờ đã đến lúc mọi người xuất phát rồi. Với sự giúp đỡ của cái này thì mọi người có thể đến làng phía bắc trước đêm thứ ba đó. Tôi thật sự cảm ơn. Bảo trọng, tạm biệt Lưu. Lần tới gặp lại hãy cùng nhau tập luyện nha. Chào. Một ngày nào đó mình sẽ gặp lại cậu. Tạm biệt.